Thưa quý vị, đã có 12 tỉnh thành công bố mức thưởng Tết nguyên đán năm 2024, đặc biệt mức thưởng cao nhất được ghi nhận là 366 triệu đồng dành cho trường hợp tại doanh nghiệp FDI ở Bình Dương, thấp nhất 50.000 đồng. Trong số các địa phương đã công bố, mức thưởng cao nhất giảm mạnh so với năm ngoái, đơn cử Bình Dương, Tết năm ngoái có mức cao nhất 896 triệu đồng, năm nay chỉ còn 366 triệu đồng, giảm gần 2,5 lần. Ở Cần Thơ, mức thưởng cao nhất 96,3 triệu đồng, trong khi năm ngoái là 138 triệu đồng, giảm 1,4 lần. Kéo dài từ giữa năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng của thế giới, các ngành sản xuất như gỗ, dệt may, da dày bị hụt đơn hàng. Nhiều nhà máy đông công nhân ở các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai phải giảm lao động. Công nhân nhiều doanh nghiệp thiếu việc làm, thu nhập giảm. Đại diện công đoàn các tỉnh phía Nam nhận định cao hay thấp còn tùy thuộc vào từng ngành, thị trường xuất khẩu. Ví dụ cùng là ngành may, những doanh nghiệp xuất khẩu đi châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn và mức thưởng thấp hơn. Nhiều nhà máy bắt đầu có đơn hàng cuối năm nên chờ đối tác thanh toán mới cân đối được nguồn tiền đến tháng 1 năm 2024 mới công bố. Năm 2023, Nghệ An đón dòng vốn đầu tư vào địa bàn tăng vượt trội, riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chính thức vượt mốc 1,6 tỷ đô la Mỹ, nằm trong top 10 các tỉnh thành phố trên cả nước. Đến ngày 22 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 116 dự án, tăng 3,6 lần so với năm 2022. Điều chỉnh 185 dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 57.891 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch cả năm là 30.000 đến 35.000 tỷ đồng. Đặc biệt tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đã đạt trên 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 66,8% so với năm trước. Xếp thứ 8 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó thu hút vào địa bàn khu kinh tế Đông Nam đạt 1,595 tỷ đô la Mỹ. Để có được kết quả trên, Nghệ An đã có sự chuẩn bị khá bài bản các nền tảng hệ sinh thái để chào đón các nhà đầu tư. Đặc biệt là thực hiện năm sẵn sàng về quy hoạch hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực, hỗ trợ thủ tục cho nhà đầu tư, kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn đến đầu tư. Năm 2024, Nghệ An tiếp tục đặt mục tiêu vào top 10 địa phương thu hút FBI cao của cả nước. Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022, nhiều chỉ tiêu đã đạt được kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ số tăng trưởng nhẹ. Đây là cơ sở để ngành du lịch đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2024. Theo đó, năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đón khoảng 26,5 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế và 21,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch năm 2024 phấn đấu đạt khoảng 99,77 nghìn tỷ đồng. Thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội phấn đấu tiếp tục phục hồi tăng trưởng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, giữ vững vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn. Cảng vụ thủy nội địa Kiên Giang cho biết tất cả tàu phà vận tải hành khách ra vào các đảo xa đã hoạt động trở lại sau 3 ngày tạm ngừng do thời tiết chuyển biến xấu, diễn biến phức tạp. Cụ thể, các tuyến hoạt động trở lại gồm: Rạch Giá Phú Quốc, Rạch Giá Nam Du, Hà Tiên Phú Quốc và chiều ngược lại. Các tuyến thủy nội địa gần bờ gồm: Rạch Giá Hòn Tre, Rạch Giá Lại Sơn, Kiên Lương Hòn Nghệ, Hà Tiên đi Tiên Hải và chiều ngược lại cũng hoạt động lại. Theo đại diện cảng hàng hải tỉnh Kiên Giang, trên cơ sở bản tin dự báo thời tiết sáng ngày 25 tháng 12, thời tiết trên biển chuyển biến tốt nên các tàu phà được hoạt động trở lại, phục vụ việc đi lại của nhân dân ra các đảo, quần đảo và ngược lại. Theo bản tin thời tiết sáng nay, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, sóng biển từ 0,75m đến 1,75m, biển có lúc động nhẹ. Trước đó, ngày 22 tháng 12, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, gió đông và đông bắc giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 1,75 đến 2 mét. Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang đã tạm ngừng hoạt động các tuyến tàu, pha cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du và ngược lại tuyến Hà Tiên, Phú Quốc trên vùng biển Kiên Giang để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ toàn tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận nâng tốc độ tối đa tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận lên 90 km/h. Để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và năng lực khai thác của các dự án, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn chủ động ra soát, đánh giá ngay trong quá trình thực hiện dự án và quyết định tốc độ khai thác tối đa lên 90 km/h đối với các tuyến cao tốc quy mô 4 làn phân kỳ vừa được đưa vào khai thác trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành ngay trước Tết Nguyên đán sắp tới. Đối với dự án cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, do điều kiện địa hình, mặt bằng nên công tác tổ chức sự kiện diễn ra ngay trên chính tuyến. Ngay sau khi thông xe, khai thác chính tuyến để phục vụ đi lại của nhân dân, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tối đa lực lượng, tìm mọi giải pháp khắc phục khó khăn, nhất là về nguyên liệu, khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình để đưa dự án khai thác đồng bộ trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thông tin từ công an thành phố Hà Nội thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội liên tiếp triệt phá các điểm tập kết bình khí cười N2O trên địa bàn thành phố. Cụ thể, ngày 24 tháng 12 năm 2023, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết tại tổ 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và bắt quả tang các nhân viên của cơ sở đang san chết trái phép khí N2O từ các bình lớn sang các bình nhỏ để đi giao cho khách hàng. Qua kiểm đếm, địa điểm này đang tập kết 135 bình khí N2O. Theo lời khai của chủ cơ sở, toàn bộ số bình khí N2O đều không có hóa đơn chứng tử. Số hàng hóa này được thu mua trôi nổi trên mạng xã hội rồi bán lại với giá gấp đôi để kiếm lời, phục vụ khách hàng chủ yếu tại quận Nam Từ Liêm. Trước đó, chiều 23 tháng 12, Tổ công tác cũng đã kiểm tra địa điểm tập kết tại khu đất trống ngõ 286 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội và phát hiện thu giữ 86 bình khí N2O, các loại từ 5 đến 10 kg, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng tử. Thanh tra chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và điện 7 điều chỉnh, trong đó nêu rõ loạt sai phạm trong cấp phép các dự án điện mặt trời. Cụ thể, cơ quan thanh tra kết luận Bộ Công Thương đã không thực hiện đúng quy định, lập quy hoạch phát triển điện mặt trời là không đúng với thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 không có quy hoạch điện mặt trời cấp tỉnh đến năm 2020. Trong đó, bộ đã phê duyệt bổ sung vào quy hoạch điện lực cấp tỉnh 114 dự án điện mặt trời với tổng công suất 4.166 MW, trong khi chỉ có 14 dự án được phê duyệt trong quy hoạch. Ngoài ra, bộ đã tham mưu trình thủ tướng phê duyệt bổ sung riêng lẻ 54 dự án tổng công suất 10.521 MW vào quy hoạch điện 7 điều chỉnh trong khi không có quy hoạch. Thêm nữa, nguồn điện mặt trời mái nhà được đầu tư nhanh với công suất lớn là 7.864 MW, nâng tổng công suất nguồn mặt trời lên 16.506 MW, cao gấp gần 20 lần so với phê duyệt. Ngoài các sai phạm trên, kết luận thanh tra còn chỉ ra những lỗ hồng trong hướng dẫn và tham mưu ban hành giá mua điện ưu đãi FIT, việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện đầu tư các dự án điện gió, mặt trời.